bằng chứng đã được tôi đưa lên công an rồi. Tìm việc làm gì mà nhiều tiền làm đi. Số này không bó lui tao đâu. Con nhất định là con trai tao rồi. Vậy con có bố phải không ạ? Bây giờ cháu có muốn đi nhận lại ông ấy, chắc ông ấy cũng không nhận cháu đâu. Con là con trai của bố đấy. Bố đang tự hỏi là con phải con của bố không? Sao chúng ta lại khác nhau như thế? Thằng kia đứng lại! Mày cũng chỉ là thằng con rơi con vớt thôi. Mày nghĩ mày là ai mà không dám cho tao chép bài? Mày cũng chỉ là thằng con hoang được bố mẹ tao nhận nuôi về mà mày còn dám cãi lời tao. Anh làm cái gì vậy? Tôi và anh đâu có cùng đề đâu. Cô giáo đã dặn anh phải về nhà học bài rồi. Tại sao anh không học bài? Tôi cho anh chép bài là hại anh đấy. Câm mồm. Mày đừng tưởng bằng tuổi tao mà tao không dám đánh mày nhá. Mày được ăn nhờ ở đậu nhà tao là phúc lắm cho mày rồi. Mà mày còn dám cãi lời tao, thằng con hoang này. Anh đừng có mà quá đáng nữa. Bố mẹ nói tôi và anh là hai anh em. Từ trước đến nay vì là con nuôi nên tôi luôn nhường anh. Nhưng anh đừng quá đáng nữa. Tôi không làm gì sai cả. Mày còn dám cãi à? Ai cho đánh bạn như thế hả? Đây là chuyện của gia đình tao, không phải việc của mày, đừng có xen vào. Trông nó xấu xí như thế này, ăn mấy cái đấm thì làm sao? Nhưng tôi là lớp trưởng, thấy cô đánh bạn, tôi phải can thiệp chứ. Cậu mà còn tiếp diễn là tôi mách cô đấy. Mày đúng lắm. Hôm nay có nó thì tao tha cho mày đấy. Về nhà mày chết hả? Cậu có sao không? Tớ không sao. Mà sao? Cậu ta là anh trai cậu, cùng một nhà mà suốt ngày bắt nạt cậu thế. Mình quen rồi, phận làm con nuôi mà cậu. Thế cậu đã tìm được bố chưa? Bao lâu nay tôi không có thông tin gì của ông ấy cả, gần 20 năm rồi. Mình cũng mong là một ngày nào đấy mình sẽ được gặp lại bố của mình. Không sao đâu. Tớ tin rằng chỉ cần cậu cố gắng và có niềm tin thì cậu sẽ sớm tìm lại được bố mình thôi. Cảm ơn cậu. Chỉ có nhiêu đây thôi à? Tao chán mày thật đấy. Tìm việc làm gì mà nhiều tiền làm đi. Số này không bỏ lui tao đâu. Bố mẹ vừa mất thì anh đã ăn chơi chắc táng rồi. Đồ trong nhà anh cũng bán đi hết. Nếu anh muốn nhiều tiền ý, thì anh tự đi làm đi. Này, mày chỉ là em trai của tao thôi nhá. Đừng có lên mặt với tao. Bố mẹ tao nhận nuôi mày bao nhiêu năm, giờ cả hai mất vì tai nạn. Mày phải đi làm để trả tiền cho tao. Hiểu chưa? Nhớ đấy. Chuyện cổ tích ngoài đời. Tổng tìm con trai bị thất lạc. Sao nhìn con này quen quen
Chú ơi, có chuyện gì vậy? Cháu có chuyện muốn nói ạ. Chú xuống xe được không ạ? Cậu có chuyện gì thế? À, hay là cậu vì mấy cái thông tin trên mạng lên đến nhận bố đúng không? Tôi nói cho cậu biết nhá, có rất nhiều người đến giả vờ là con trai tôi rồi, mà tôi biết tất đấy, ai giả vờ ai thành thật đấy. Không phải thế đâu chú. Chú có nhận ra hai kỷ vật này không ạ? Kỷ vật này, cậu, cậu lấy nó ở đâu thế? Mẹ cháu mất từ nhỏ, cháu được đưa vào trại mồ côi. Mấy cô bảo mẫu nói trên người cháu có hai kỷ vật này ạ, nên là cháu luôn giữ bên mình để đi tìm gia đình ạ. Vậy cậu là? Cháu thấy thông tin ở trên mạng nên muốn đi tìm bố rồi ạ. Cháu cũng được nghe chú là sếp tổng có điều kiện, nhưng điều đấy cháu không quan tâm ạ. Cháu cũng không có ý gì đâu, cháu chỉ muốn đi tìm bố thôi ạ. Không, từ hai kỷ vật này con nhất định là con trai ta rồi. Vậy con có bố phải không ạ? Bố xin lỗi, thời gian vừa qua bố có lỗi với con. Con về với bố nhá. Con sẽ về với bố ạ. Con, Tiến, cậu biết tin gì chưa? Cậu ngồi xuống ăn đi, tớ gọi đồ cho cậu rồi đấy. Mà có chuyện gì vậy? Đây, có phải bác ấy rất giống với người trong tấm hình của cậu không? Thực sự là bác ấy rất giống với tấm hình của tớ. Tớ thấy bác ấy đăng tin tìm con trai, độ tuổi cũng chạc tuổi cậu. Hay là đấy là bố ruột của cậu thật? Cậu thử cầm tấm hình với cả sợi dây chuyền kỳ vật đến tìm bác ấy thử xem. Nhưng mà tớ lỡ là mất tấm hình và sợi dây chuyền rồi. Không sao đâu, bố con ruột thể nào cũng có đường nét giống nhau. Cậu cứ đến đó thử xem. Thôi được rồi, tớ sẽ đi thử xem sao. Tớ muốn gặp bố tớ từ lâu lắm rồi. Cảm ơn cậu. Thế lát nữa tớ đi cùng cậu nhá. Hay là mình đi luôn đi. Nhưng mà còn ăn sáng nữa. Thôi đi. Chờ tớ. Đây này. Sao tớ thấy lo lắng quá Trang ạ? Ở đây sang trọng như thế này, tớ có nên vào trong không? Nhỡ ông ấy không phải là bố của tớ thì sao? Cậu đừng có mà lo. Cậu mà trần trừ là đánh mất cơ hội đấy nhá. Thôi được rồi, tớ phải thử thôi. Cậu ở đây nhé, tớ đi trước đây. À, Tiến, có ai không? Cứu với, Tiến ơi, cứu với, có ai không? Cứu với, Tiến ơi, Tiến. Cậu đến rồi đấy à? Ừ, cậu thấy đỡ hơn nhiều chưa? Tớ đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu. Tớ biết là bao năm qua cậu khao khát tìm lại được bố mẹ ruột của mình như thế nào. Bây giờ có cơ hội rồi, cậu đừng từ bỏ nhé. Tai nạn này không thể ngăn cản cậu tìm đến với gia đình của mình, đúng không? Mà dạo này tớ thấy da mặt của cậu xấu thế. Da mặt tớ vẫn xấu từ ngày xưa mà. Tớ cũng dùng mọi cách rồi nhưng chẳng thay đổi gì cả. Đây, cậu xem, hôm nay tớ mang gì đến cho cậu này. Đây là sữa rửa mặt Rich Skin và serum Rich Skin HA cậu. Sản phẩm này với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, êm dịu với làn da, chống mã nhờn hiệu quả, cân bằng độ ẩm cho da, dưỡng da trắng sáng hiệu quả, phù hợp với mọi loại da của người Việt Nam. Nhưng mà tớ là con trai thì có dùng được không? Cậu cứ tin tưởng dùng và cảm nhận nhé.
Tớ tin rằng bộ sản phẩm này của cô Hino sẽ giúp cậu có diện mạo tự tin nhất để đi gặp bố mình. Cảm ơn cậu. Cháu xin lỗi chú ạ, đồ của chú đây ạ. Không sao. Mà chú nhìn cháu trông thân quen lắm. Mình đã gặp nhau ở đâu chứ nhỉ? Bố mẹ cậu tên gì? À, cũng không giấu gì chú, cháu được nhận nuôi từ nhỏ ạ. Từ nhỏ thì cháu đã không biết bố mẹ mình là ai rồi. Con nuôi à? Dạ vâng ạ. Thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cậu đã tìm được bố mẹ mình chưa? Năm nay cháu 25 tuổi rồi ạ. Cháu cũng muốn tìm bố mẹ của mình lắm. Nhưng tiếc là cháu đã đánh mất kỷ vật mà họ để lại cho cháu rồi. Một kỷ vật quý giá như thế mà đánh mất được à? Thực ra thì cũng không phải là đánh mất, mà cháu bị anh trai của cháu lấy trộm mất tấm hình và sợi dây chuyền để nhận lại bố. Bây giờ cháu có muốn đi nhận lại ông ấy, chắc ông ấy cũng không nhận cháu đâu. Chào bố. Bố bảo cho con 2 tỷ để thành lập công ty mà vốn làm ăn. Chưa thấy bố nói gì, không biết con có phải là con của bố không? Giờ này con lại còn muốn có công ty riêng nữa à? Con lại nhìn xem đây, đống giấy tờ sổ sách mà con làm giả để bòn rút tiền của công ty đây. Làm sao bố có thứ này? Con không biết gì về đống giấy tờ này đâu, con không liên quan đâu. Mà không những con làm giả, mà nhân viên còn phàn nàn về việc hống hách của con trong công ty đấy. Bố đang tự hỏi là con phải con của bố không? Sao chúng ta lại khác nhau như thế? Bố nói cái gì đấy? Con là con trai của bố đấy. Con của bố à? Con có chắc điều đấy không? Nhiều người trong công ty đang bàn tán là con không phải là con của bố kìa. Vì chúng ta không có một điểm chung nào cả. Sao bố lại nói thế? Con có hình ảnh cả dây chuyền kỷ vật nữa đấy. Bố đừng có tin lời bọn nhân viên, chúng nó ganh tị với con nên là bày trò chia rẽ tình cảm của bố con mình đấy. Bố đuổi việc chúng nó đi. Đáng tiếc, người phải rời khỏi đây là anh đấy. Lại là mày à? Ai cho mày bước chân đến đây? Là bố đấy. Bố cho phép con ruột của bố đến đây để vạch trần bộ mặt giả tạo của con đấy. Bố đừng có tin nó.
nó ganh tị với con, bày trò chia rẽ tình cảm của bố con mình đấy. Đây, cậu xem đi, kết quả ADN đây. Tiến chính là con ruột của tôi, còn cậu, cậu chỉ là kẻ khốn nạn, đều giả, dám ăn cắp kỳ vật và hình ảnh của con trai tôi để đến nhận vơ làm con trai tôi à? Hả? Nếu anh là con ruột thì việc gì phải sợ hãi đến mức gây tai nạn cho tôi để tôi không thể đến đây nhận bố được? Cậu lại còn dám gây tai nạn cho con tôi nữa, việc này tôi không thể tha thứ được. Tôi sẽ khởi kiện cậu về tội giả danh trộm cắp và cố tình gây tai nạn. Không, bằng chứng đâu? Mày, mày định vu khống tao đúng không? Bằng chứng đã được tôi đưa lên công an rồi. Camera phía ngoài tòa nhà đã ghi lại được biển số xe của chiếc ô tô gây tai nạn ngày hôm đó. Truy một lát sẽ ra ngay người gây tai nạn là ai. Còn anh muốn chối, muốn cãi thì xin mời anh lên công an mà trình bày. Các người cứ đợi đấy. Cậu đứng lại. Tiến, Tiến xin lỗi, đã để con chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Con không trách bố đâu ạ. Khao khát bấy lâu nay của con là tìm được người thân. Bây giờ con đã đạt được ước mơ của mình rồi. Con trai của bố. Điều kỳ diệu mang tên